thuộc miền Tây nước Mỹ. Vùng núi cao với tuyết khô và xốp tạo nên những khu vực tốt nhất trên thế giới cho vận động viên xe đạp và trượt tuyết địa hình. Cùng lên núi Vasat với các vận động viên chuyên nghiệp và chứng kiến họ nhảy từ vách đá cao ngất xuống tuyết dày ở phía dưới. Sau đó, đắp một con dốc dài thoải và nhảy qua một cái lồng máng lớn, tạo ra một đường cáp đặc biệt để có những khung hình tuyệt đẹp. Rồi đã đến lúc trải nghiệm, tiến thẳng đến sa mạc phía nam Utah, chứng kiến những vận động viên chuyên nghiệp thể hiện những kỹ thuật mãn nhãn tại khu vực rộng lớn này. Một khi đã trải nghiệm những kỹ thuật đó tại sa mạc Utah, đích thực bạn đã trải qua một chuyến phiêu lưu thú vị. Khi người tham gia đầu tiên thì mình trang bị đồ tại đây. Utah có loại tuyết tuyệt vời nhất trên thế giới vì nơi đây có khí hậu khô nóng đứng thứ hai của nước Mỹ. Nó có một dãy núi lớn và lạnh nên sẽ có rất nhiều bông tuyết khô. Khi nó rơi thành từng đống thì bạn sẽ có tuyết bệnh như bột này. Thủ phủ của Utah là Salt Lake City. Nó nằm tựa vào khu vực có những khu trượt tuyết tốt nhất trên thế giới. Hãy hỏi một người trượt tuyết, Julian Carr. Salt Lake sẽ thấy nó chỉ là một thành phố nhỏ bé nép mình tựa vào những ngọn núi và nhà tôi chỉ cách đó khoảng 10 dặm, khoảng nửa giờ đi xe. Khu vực đặc biệt này gọi là Little Cottonwood Canyon và đó là khu có nhiều tuyết rơi nhất, trung bình khoảng 13 mét một năm. Điều này khiến cho những khu trượt tuyết của Little Cottonwood Canyon trở nên rất phổ biến và dễ tiếp cận. Nhưng trên đỉnh của khu trượt tuyết ở Anta, có một cánh cửa đến những vùng tuyết dày hơn. Nó vượt qua những ranh giới, không có trên bản đồ và không có một bóng người. Nếu không phải là một vận động viên chuyên nghiệp, đừng tới đó. Ở đó không có trạm tiếp nhiên liệu, không quán cà phê, chỉ có tuyết khô. Hôm nay có 6 người trượt ván giỏi nhất sẽ thử làm một việc vô cùng khó khăn. Hãy cùng gặp gỡ Rich Colin, Shay Katariga, Alosha và Julian Carr. Thành phố hẻo lánh Canyon nổi tiếng với những vách đá và những người bạn đầy muốn nhảy khỏi những vách đá đó. Julian đã đến một nơi nổi tiếng, những người dân địa phương gọi nó là Rocky Point. Rocky Point là một khu vực nằm trên đỉnh của một vùng hẻo lánh với độ dốc hoàn hảo và một bãi đáp lớn. Thẳng xuống khoảng 70 mét, vào mùa hè thì chỉ có toàn đá. Thậm chí mùa đông, đôi khi bạn cũng không biết bên dưới bề mặt có thứ gì. Trượt xuống đầu tiên là Rich Colin. Tiếp theo là Shay Katariga và Alosha. Thực hiện kỹ thuật 720, xoay hai chiều, quá dễ dàng với Shay. Sau lần này không thử chạy ngược lại? Gần quá. Giờ tới lượt của Ruko. Cái giá của cú nhảy hả? Một chiếc mũi đầy máu. Cái giá của cú nhảy hả? Địa hình trước. Bây giờ sẽ tới sự kiện chính. Julian sẽ làm một cú lật trước. Đây quả là một thử thách. Một cú tiếp đất vất vả và anh ấy đã làm vỡ cái gì đó. May quá không phải lưng. Chuyện gì vậy? Chỉ là tiếp đất và mọi thứ đều ổn. Chỉ là tôi mất cái ván trượt nên tôi trượt xuống, nhặt nó lên. Tôi vẫn ổn, ván trượt của tôi cũng cũ rồi, trông nó vẫn tốt. Nên mua một cây gậy trượt tuyết mới và trượt thôi. Bấm vào gậy và trượt. Một số thiết bị đã hư và một số đã đổ máu trên Rocky Point. Nhưng hôm nay thật vui và ngày mai còn hơn thế nữa. Nhóm người đặt ván trượt lên lưng và leo lên hơn 200 mét hoặc cao hơn, đến một nơi gọi là Wolverine Shore. Đây là vùng lồng chảo hình bóng ngựa với hàng tấn đá và các đường rãnh bên trong tạo nên những đường nét tuyệt đẹp. Anh ấy dự định đi bằng đường trượt ván. Tay trên này ra thì bây giờ gì đó thì mình nắm được như này. Rồi khi về gần tới nơi, tốc độ đã giảm rất là nhiều. Bạn cho một chân trước chân sau. Khi nào mà chân chạm đất thì bạn sẽ buộc nhẹ nhàng vô. Chân gì đó. Rồi mình sẽ chưa lên mình đi thử rồi ha. Rồi tay phải mình để lên rồi. Rồi tăng chân trước rồi.
Hôm nay, Julian Carr có một ván trượt mới, một hũ kem chống nắng mới và một ý tưởng hoàn toàn mới. Một ngày tuyệt vời với bầu trời xanh, tôi nhìn vào vách đá và tôi biết mình sẽ làm được. Nghe nói Julian sẽ thử làm gì đó hơi điên rồ. Một đám đông với máy ảnh tập trung lại, Julian đã tới mỏm đá lớn ở độ cao 40m. Việc làm vỡ ván trượt ở Rocky Point chỉ giúp anh ấy có thêm động lực. Shoulder Baker, người trượt tuyết chuyên nghiệp, chỉ mới đến đây hôm nay và anh ấy không tin được những gì đang diễn ra. Tôi đang nhìn vào Julian. Anh ấy có lẽ sẽ nhảy xuống. Chẳng lẽ anh ấy thực sự sẽ làm điều đó sao? Những con quái vật của thiên nhiên. Ý tôi là, đó là những gì tôi thấy mấy ngày trước. Anh ấy phóng một cú lật trước 50 bước chân và tiếp xuống nền tuyết cứng khi gió rất mạnh. Chúa ơi, tôi còn sợ thay anh ta. Rõ ràng là Julian lại không thấy vậy. Tôi nhìn vào vách đá và tôi nghĩ nếu đó mềm thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuyết mềm. Shoulder đang đo bước nhảy bằng chân. 120, 130. Tôi đang bị đông cứng. Đây là ngày đầu tiên tôi chịu cái lạnh mùa đông. Tôi đến Utah và nhìn thấy một cậu bé cách khoảng 120, 130 bước chân. Cậu ấy giống như một quả bóng vậy. Julian đang chuẩn bị cho cú nhảy của anh ấy. Bạn biết đấy, khi bạn sắp làm một điều gì đó, tim bạn sẽ đập thật nhanh, nhưng bạn phải giữ bình tĩnh. Sự sợ hãi. Anh chàng này có một quả bóng khổng lồ. Ý tôi là Kazon Grande. Vào ngày 3 tháng 12, anh ấy đã có một cú rơi 150 bước, 120 bước chân. Bạn có thể nói nó chỉ 100 bước thôi, vẫn vô lý. Tôi chưa bao giờ nghe về điều này. Anh ấy có xoay tròn 10 giây. Các máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao nó cũng là một cảnh tượng đẹp đáng để ghi lại. 1, 2, 3, rơi xuống. Ôi không. Trong một khoảnh khắc, Shoulder đã nghĩ rằng Julian đâm vào đá, nhưng anh ấy đã tiếp đất an toàn. Chẳng những thế, anh ấy còn đứng vững nữa. Không thể nào. Anh ấy đã vượt qua đường. Cú rơi tự do 40m trên ván trượt như thế nào? Tôi cảm thấy như là Mike Tyson vừa bị tôi thúc một cú trong một trận đối kháng vậy. Nó thật tuyệt. Đã là tháng 12 và tuyết lở ở Utah có thể vẫn còn cho tới mùa xuân. Ngày 15 tháng 5, Snowbird, một khu trượt tuyết lớn ở Little Cottonwood Canyon vừa mới đóng cửa. Tuy nhiên, họ vẫn để một số người trượt tuyết chuyên nghiệp vào trong để trải nghiệm với số tuyết còn lại. Chris Odnes là một nhà quay phim. Anh ấy có ý tưởng về việc sẽ làm sao khi lòng trượt ở Snowbird tan ra. Chris muốn xây một bờ dốc thoải và bên kia là phần tiếp đất. Khi người trượt ván nhảy xuống thì anh ấy có thể quay phim lại và có được một đoạn phim tuyệt vời. Đó là một yêu cầu cao. Anh ta phải xây cái sườn dốc thoải trước. Xin chào, tôi là Ryan Suget từ Snowbird, Utah. Mọi người gọi tôi là Shay và tôi thích những cú nhảy. Bờ dốc của chúng tôi là một bức tường khoảng 16 feet, khoảng cách hai bờ khoảng 62 feet. Nó khiến cho bờ dốc thoải rộng khoảng 20 mét. Điều này cũng có nghĩa là Shay đã bỏ rất nhiều công sức để xây một sườn dốc thật lớn đủ cho những người trượt tuyết. Cú nhảy khoảng 50 bước chân với 20 độ lúc xuất phát và tiếp đất khoảng 25 độ, mất khoảng 24 tiếng. Tình trạng của tuyết hiện tại rất khó giải quyết. Tôi đã tới đây rất sớm khi nó đang đóng băng và làm tất cả những gì tôi có thể trước khi nó mềm dần, vì vào lúc 10 giờ sáng thì nó sẽ như lái tàu sân bay vượt tháp vậy. Thứ này nặng 9 tấn nên công việc thật sự rất nhiều. Dốc thoải đã hoàn thành và nó thật lớn. Tối thiểu nó khoảng 80 feet ở ngay điểm nhỏ nhất, chỗ dài nhất khoảng 100 đến 110. Khoảng cách 20 mét giờ đây giống như 25 mét, nên đừng tiếp đất ngắn. Cho nên là cái cảm giác mà sau khi mà Phương Trúc có thể chinh phục được cái đỉnh núi, hậu quả của nó rất lớn. Bạn chắc chắn sẽ tiếp đất trên những sườn dốc và việc dừng lại đột ngột sẽ giống như một cú tông xe. Đó là khi bị thương. Thật trớ trêu là như vậy người nhảy phải rất nhanh. Tôi nghĩ nếu muốn nhảy bạn phải có tốc độ hơn 50 dặm một giờ. Đó là 80 km một giờ.
Khi đáy phẳng thì khoảng 48 dặm một giờ. Với độ dốc như vậy thì chắc khoảng từ 48 đến 50 dặm một giờ. Tức là chúng ngang ngửa nhau. Chúng ta phải dẫm lên đường chạy cuối vì tuyết rất mềm và đoạn cuối nằm trên một chút nghiêng. Đã sẵn sàng, tuyết rơi rất nhanh. Nhưng Rick có một thử thách nữa. Anh ấy không muốn có một cú chạy nữa mà muốn bay dọc theo. Tôi đã chờ đợi một cuộc rượt đuổi trên dây cáp lâu rồi. Nhưng Chris không thể bay. Anh ấy cần một sợi dây nối với đường dây cáp dọc theo lòng máng. Anh ấy cũng cần một thứ chắc chắn bên kia để buộc nó lại. Một sự sắp xếp tuyệt vời ở Snowbird, bởi vì Midgap Jamlis đang ở đây và tạo ra một điểm nút tuyệt vời cho chúng tôi bắt đầu. Nhưng cái gì sẽ giữ nó lại ở phía bên kia? Đó là khi chiếc xe đẩy tuyết của Shay được dùng cho việc khác. Chúng tôi đặt một hình nhân, cái gọi là The Cat, xuống đó, và chúng tôi căng dây cáp, kéo căng đó. Với một chút kiến thức về leo vách đá, tôi được móc vào cáp treo. Người trượt tuyết có tốc độ khoảng 80 km một giờ. Tuyết phải tới gần để chụp ảnh, tới bài kiểm tra tốc độ rồi. Chúng tôi có một vài vấn đề về tốc độ, chúng tôi không đủ nhanh. Làm sao đuổi kịp dây cáp? Phải có một vài thay đổi nhỏ. Việc đầu tiên chúng tôi làm là cuộn sợi dây lại trên tuyết. Nó sẽ giảm ma sát, mong là nó sẽ nhanh hơn. Đi thôi. Họ đang kiểm tra lại tốc độ và nó đủ nhanh để chụp hình. Rick tới nơi. Có ai ở đó không? Hành động. Mình vô trong đó, mình chọc pin vào hai cái đai phía trong đó và tắt đai an toàn lại. Và cái trò chơi này thì đây là hình ảnh cao trào. Một lần chơi như vậy thì mình chơi được mấy người ha? Một lần chơi như vậy mình chơi được hai người. Một người là không chơi được không? Một người vẫn chơi được. Khi mà chơi này thì anh có lưu ý gì cho Phương Trúc không? Tại vì Phương Trúc thấy cái trò này khi mình chơi thì tay chân mình trong cái banh này, khi mình đang lăn thì mình chuột cái đó không rút ra ngoài, nắm chặt chặt khi bóng gần phía dưới kia thì mình bỏ tay ra. Lưu ý này. Người trượt tuyết tuyệt vời. Mike Wilson thích điều này. Nó kết thúc tốt hơn tôi nghĩ, bởi vì nó là một bước nhảy lớn với tốc độ cao. Vì thế bạn phải cực kỳ chính xác. Chỉ cần bạn tiếp đất đúng thì nó sẽ là một cú nhảy tuyệt vời. Đường dây cáp hoạt động rất tốt nơi mà Mike Wilson muốn thử một cú nhảy cực khó. Cú nhảy cuối cùng tôi đã làm một động tác gọi là double underflip. Đó là hai cú xoay người và ba lần xoay vòng, là một số lượng đáng kể. Tôi tốt chứ? Nói với anh ấy tôi đang trên đường. Hệ thống trò chơi trên cạn của khu du lịch sinh và với điều này thì mùa trượt tuyết đã kết thúc ở Utah. Nhưng ở phía nam Utah, cuộc đua xe đạp leo núi đang diễn ra. Bắn súng sơn, bắn súng đạn thật. Điểm đáng lưu ý là tất cả những trò chơi đều được xây dựng. Rick Van Dien là một chuyên gia về xe đạp leo núi và anh ấy có một nơi bí mật. Đó là một vùng đất bằng phẳng ở Kenvo, Utah, nằm giữa hai khu bảo tồn quốc gia. Nơi đây có hàng tấn mỏ vàng nhỏ, những vụ sụt lở cát, những hẻm núi và đảo đá trơn. Chris có một ý tưởng, tập hợp những tay đua xe chuyên nghiệp ở Salt Lake City và mang họ đến nơi bí mật để đua xe. Và Chris cũng sẽ tham gia. Anh từng tham gia những cuộc đua vòng quanh thế giới trong nhiều năm, thậm chí anh ấy còn về thứ hai trong cuộc đua vòng quanh nước Mỹ. Chris đang thành lập nhóm của riêng mình và anh ấy cũng biết ai là người đầu tiên trong danh sách. Chính là em trai anh ấy, Dick, cũng là một tay đua chuyên nghiệp. Anh ấy đã có một năm tuyệt vời, chiến thắng trong cuộc đua quốc gia và được vinh danh là tay đua của năm ở Utah. Người tiếp theo là Wayne Rush, người chiến thắng tại thử thách cho những tay đua tự do. Một cuộc đua tầm cỡ thế giới để tìm ra ai là tay đua xuất sắc nhất năm. Utah có mọi loại địa hình. Nếu bạn muốn chạy hết tốc độ trên một dãy đồi hay có một cú nhảy, thì bạn có thể làm tất cả ở Utah. Và J.D. Quangen, người giành được huy chương tại cuộc đua dành cho thanh thiếu niên.
Với những người như tôi, đó là cuộc sống. Tôi không muốn làm những việc khác, tôi chỉ muốn lấy chiếc xe đạp của mình tới mọi nơi và vượt qua mọi thứ. Chris thậm chí còn thuyết phục được một nhà vô địch từ bỏ việc giải nghệ. Đó là Larry Bird, một thành viên kỳ cựu của X-Games và là nhà sáng lập của giải vô địch thế giới. Mỗi thành viên sẽ có những vị trí khác nhau, tôi chỉ là một ông già nhưng tôi vẫn có thể hòa vào với các bạn trẻ. Họ sẽ có xe và nhiên liệu trong bình. Đó là một chuyến hành trình trong vòng 2 tiếng để đi vào sa mạc. Nhưng họ không được giúp đỡ nhau. Đây là bí mật giữa những người trượt ván và những người đua xe đạp. Xin chào, cậu bé đang nhảy lên. Nhìn có vẻ dễ dàng và rất vui. Tuy nhiên, thật sự rất nguy hiểm. Đến lượt quay đi. Nó đã bị hỏng, tôi chưa từng thấy ai làm như thế. Tay lái và trục sau tan nát. Nó đã xảy ra rồi. Wendy đã bất tỉnh. Vai cậu ấy bị vỡ và cần phải phẫu thuật. Nhưng không bị thương ở đầu do có nón bảo hiểm. Có lẽ anh ấy cần bay về nhà vào ngày mai. Thật đáng tiếc, chúng tôi rất vui khi có anh ấy. Chuyến hành trình của Wendy phải dừng lại. Anh ấy nói, những cậu bé hãy tiếp tục cố gắng. Họ nói chuyện một chút và quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Hoàng hôn ở Kenville. Bạn sẽ nhìn thấy thung lũng với những vách đá lớn có đủ hình thù kỳ dị mà bạn không thể tưởng tượng ra được. Lên đường thôi. Và Chris sẽ dẫn đầu chuyến hành trình. Mọi người đang ngạc nhiên trước chất lượng của đất. Nó giống như tuyết vậy. Một mặt nó cọc cằn và bị sói mòn thành từng đoạn. Mặt khác nó mềm và nhẹ như bông. Nó khô cằn và cứng trên bề mặt, nhưng bên dưới lại mềm. Nếu bỏ qua lớp vỏ ngoài thì chúng ta sẽ giống như lái xe trong Ovaltine. Tôi chưa từng trượt tuyết hay trượt ván, nhưng hôm nay tôi lại dùng một chiếc xe đạp để làm thế. Em trai của Chris, Nick, đang chỉ cho mọi người thấy điều gì có thể trên loại địa hình này. 3, 2, 1. Thật tốt. Tôi đã do dự. Khi mới tới, tôi đặt chân lên bàn đạp, nhưng không thể tiến về phía trước vì quá nhiều thứ kéo tôi lại nơi đây. Nhưng ý tôi là, nó không là gì cả. Khi mà bạn vội vàng lao ra, bạn sẽ đâm ngay vào vách đá. Kiểu địa hình này giống như một liều kích thích với họ, nhưng đến lúc họ phải đi. Giống như lái xe trên dây vậy. Nhưng Nick đã làm mọi người ngạc nhiên khi nhảy xuống. Chúng tôi lái xe và Nick nhảy xuống. Chúng tôi nhìn nhau khi Nick rẽ trái và nhảy thẳng xuống đồi. Khi mọi thứ tưởng chừng đã tốt đẹp, thì JD mất tích. Chúng tôi đều có một dãy đường và ai cũng chạy qua, nên chỉ cần hỏi, có ai thấy JD không? Anh ấy đang ở đâu? Leo lên đỉnh núi cao nhất và anh ấy ở đó. Sau đó, bạn biết đấy, anh ấy cố leo lên vách đá và lên đỉnh cao nhất. Tôi chỉ thấy nó như một vách đá bình thường. Tôi quyết định tìm một đường xuyên qua nó. Sau khi leo núi thì khoảng nửa giờ hay 45 phút thì tôi leo lên tới đỉnh.
Anh ấy lang thang ở rìa mỏm đá 400 mét và chỉ có một đường xuống. Đó là đường lớn nhất, sâu nhất, và JD đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng tôi tìm được những dốc đứng và lái rất nhanh, thật tuyệt. Chris và Nick giới thiệu quê hương của họ với chúng tôi, tuyệt vời. Chuyến đi tuyệt vời, khám phá sa mạc và những vùng khác. Mọi người rất hăng hái và nó rất khủng tráng. Nó là một chuyến hành trình tuyệt vời. Các loại đất khác biệt ở những khu vực khác biệt. Tại Utah, một phần là tuyết và một phần là đất. Nhưng với những lợi thế của mình, nó sinh ra để dành riêng cho những cuộc đua. Xem gì trên SCTV vào tháng 3 này.